chưa nhận được. Chưa nhận được. Nhắn mới nhắn. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Chuẩn Garden TV. Và video ngày hôm nay thì xin phép tất cả quý vị và các bạn cho mình được đánh giá và bình luận về một bông hoa hồng như thế nào là đẹp và cây hoa hồng như thế nào là đẹp. Thì có nhiều cái đánh giá nó khác nhau, và để có một cái bông hoa đẹp thì nó cũng có nhiều cái đánh giá và cũng có nhiều cái tiêu chí nó khác nhau. Thì đối với một bông hoa đẹp thì chắc chắn là nó còn bao gồm cả hương thơm, cũng như là sắc thái, form cánh, cũng như là cái đường nét của cái bông hoa như thế nào thì được cho là đẹp. Thì đối với một cái bông hoa đẹp, trước tiên thì muốn có một bông hoa đẹp thì các bạn phải có một cái cây khỏe, một cây sạch bệnh và một cây phát triển tốt. Thì các bạn sẽ có được những cái bông hoa là nó sẽ rực rỡ nhất. Đầu tiên mình sẽ đánh giá về cái như thế nào gọi là đẹp. Thì thứ nhất thì một bông hoa đẹp là các bạn phải thấy một cái màu sắc đặc trưng của cái bông hoa đó, và nó là cái màu sắc mà nó chuẩn nhất của cái bông hoa đó. Ví dụ như cây William Shakespeare mà các bạn đang xem ở đây, thì thực chất là bông hoa William Shakespeare ở Việt Nam thì nhiều khi là các bạn trồng nó sẽ ra một cái màu đỏ, và chỉ ở cái thời tiết mà nó lạnh thì các bạn mới thấy được cái màu đậm của bông hoa hồng. Nếu như một cái bông hoa mà nó không chuẩn về cái tính chất của cái bông hoa đó thì có thể nói là nó cũng chưa được đẹp lắm. Và một cái bông hoa đẹp ấy thì các bạn có thể quan sát trực tiếp bằng mắt là các cái cánh hoa của nó xếp đúng cái kiểu cách của cái giống hoa đó. Và một cái bông hoa đẹp thì nó sẽ không bị quăn, cũng không bị nhàu, hoặc là không bị những cái cánh ở phía ngoài bị cháy, hoặc những cái bông hoa mà lúc nào nó, những cái cánh của nó lúc nào nó cũng sáng. Còn về cái hương thơm ấy thì nó tùy theo giống, có nhiều giống thì lại rất là thơm, có nhiều giống form cánh xếp rất nhiều nhưng nó lại không có mùi thơm. Ví dụ như một loại đó là hồng cổ Sapa, có nhiều bạn nghĩ là cổ Sapa nó sẽ rất thơm nhưng mà thực chất thì nó cũng không thơm. Còn đa số những cái giống mà nó có nhiều nhụy ở phía bên trong của bông hoa thì thường nó sẽ có cái mùi thơm đặc trưng. Đây là một cây Alexandra of Kent. Và nếu như các bạn có những cây hoa hồng ngoại, thường là nó sẽ có nhiều cái mùi thơm khác nhau, nó đặc trưng của những cái giống hồng ngoại. Có loại thì mùi hắc, có loại thì mùi kẹo, mùi cherry, mùi xả, vân vân. Có rất nhiều những cái mùi hương khác nhau. Thế còn một cái cây hoa hồng mà đẹp, được coi là đẹp, thì thứ nhất là các bạn phải nhìn tổng thể. Một cây hoa hồng nó, ví dụ một cây chiro chẳng hạn, thì nó phải có một cái chiều cao mà tương đối với cái kích thước của cái bông hoa. Hoặc một cây chiro mà có tán xòe đều, xòe tròn, và có cái những cái mầm lộc cũng như là hoa trải đều trên một đường bán kính của một cái cây hoa hồng chiro như thế này, thì có thể được coi là một cây hoa hồng đẹp. Tiêu chí thì nó có rất là nhiều những cái tiêu chí khác nhau, nhưng mà tiêu chí chung thì các bạn có thể nhìn ngay ở cái lần đầu tiên các bạn nhìn thấy một cây hoa hồng. Thế còn một cây hoa hồng bụi mà đẹp thì thường là sẽ đánh giá vào những cái cây mà có kích thước lớn, bởi vì những cái cây nhỏ thì thường là nó sẽ không có nhiều hoa và tán cây nó sẽ bé. Thì đối với những cái cây mà bụi lớn ấy, thì thường là sẽ có một cái tán tròn, một tán tròn đều, hoa thì được trải khắp các ngọn và mầm lộc thì được trải khắp, thì đây được coi là một cây hoa hồng đẹp. Và một cây hoa hồng đẹp thì tất nhiên rồi là sẽ không bị bệnh, không bị quăn lá, không bị cháy lá, lá màu mỡ bóng mượt, và hoa thì trong sáng. Và hoa thì như các bạn đang xem ở đây thì được coi là một cái bông hoa đẹp. Thì tiêu chí thì ở đây thì mình sẽ đánh giá mức chung. Còn khi mà các bạn nhìn thấy một cái bông hoa mà nó trong, nó sáng và nó bóng mượt thì chắc chắn là cũng các bạn cũng đã cảm nhận được cái bông hoa nó đẹp như thế nào. Hiện nay thì nó có quá nhiều những cái giống hoa hồng để các bạn lựa chọn cái màu sắc cũng như là hương thơm nó khác nhau. Thì đối với một cái bông hoa đẹp ấy thì nó sẽ
mang lại một cái điều thư giãn đến cho tất cả những cái người chồng, người chơi, những cái giây phút thật là thoải mái. Và hiện nay thì không chỉ có hoa hồng nội mà hoa hồng ngoại nó còn quá nhiều giống. Và như các bạn đang xem thì cái form hoa cũng như là cái màu hoa và hương thơm thì nó đặc biệt hơn nhiều so với những cái giống hoa hồng nội. Và thực tế thì có nhiều giống hoa hồng nội nó cũng rất là thơm, cũng rất là đẹp. Chỉ có điều là đối với những giống hoa hồng nội thì nó không có nhiều sự lựa chọn. Nếu như tính ra ở trên thị trường của Việt Nam thì nó có trên dưới 20 giống hoa hồng cổ. Còn lại giống hoa hồng ngoại thì nó chiếm có khi đến 1.000, 2.000 giống. Và nó có những cái giống mà các bạn chỉ cần nhìn thôi là các bạn đã mê rồi. Và thực tế thì nói đến yêu hoa hồng thì có rất nhiều các bạn yêu hoa hồng đủ các lứa tuổi, già trẻ. Và thậm chí là theo cái đánh giá của mình, theo cái theo dõi của mình thì có hơn 60% trong kênh YouTube của mình có đó là những người thanh niên và những anh đàn ông vào xem. Và nhiều khi thì thực tế thì mình cũng đã bán cho khá nhiều khách. Và thường thì các anh cũng rất là hay mua hoa hồng, không như các bạn nghĩ là hoa hồng dành cho phái nữ. Trước đây thì khi mà mới chơi hoa hồng thì mình cũng hơi ngại. Và nhiều khi đi mua hoa hồng ấy thì mình còn giấu, mình cho vào túi bóng đen. Nhưng mà thực tế là theo cái chỉ số thì có quá nhiều đàn ông chơi hoa hồng. Và không chỉ có phụ nữ mà đàn ông của chúng tôi vẫn rất là yêu hoa hồng ngay khi nhìn thấy những cái bông hoa hồng nó đẹp như thế này. Và để có những cái bông hoa hồng đẹp như thế này thì ngoài cái sự chăm sóc, bón phân, phun thuốc của các bạn ra thì nó còn phụ thuộc vào khá nhiều những cái yếu tố khác nhau, ví dụ như thời tiết, ví dụ như cái sức khỏe của cây và cũng như là cái nơi mà các bạn chăm sóc. Và hoa hồng thì nó rất là ưa cái nhiệt độ từ 16 cho đến 25 độ C. Tuy nhiên là mình nói vậy thì không phải là những cái nước mà có cái nhiệt độ cao, cũng như là một số các bạn ở những cái nơi mà nhiệt độ cao ấy thì không trồng được hoa hồng. Có nhiều những cái giống hoa hồng mà từ những cái quốc gia có nhiệt độ rất là cao. Và hoa thì nó cũng rất là đẹp. Chỉ có điều là thường thì hoa hồng ở những nơi mà có nhiệt độ cao thì hoa nó, cái giống loài nó thích nghi. Và phong cánh thì thường là nó sẽ không dày. Hoặc ở một cái thời điểm nào đó, nếu như di chuyển sang một cái khu vực mà nhiệt độ mát mẻ thì thường là hoa hồng nó sẽ dày cánh hơn. Và như nếu như ở cái thời tiết mát mẻ thì hoa nó sẽ, những cái bông hoa ấy, cái nụ của bông hoa sẽ phát triển chậm hơn so với cái thời điểm nắng nóng. Và khi mà phát triển chậm hơn ấy thì những cái cánh hoa nó sẽ phát triển nhiều hơn. Và khi mà nở ra thì nó sẽ cho là những cái bông hoa dày cánh và cánh nó sẽ xếp nhiều hơn. Kể cả những cái giống hoa hồng tại Việt Nam, ví dụ như là cổ Sapa hoặc là hồng Nhung Ta, khi mà ở cái thời tiết mát mẻ thì cánh hoa thường là xếp nhiều hơn và cái màu hoa nó cũng sẽ đậm hơn. Còn một số các bạn, ví dụ như ở trong Sài Gòn ấy, các bạn trồng thì có thể là cái màu hoa nó cũng sẽ biến đổi một chút so với cái giống loài nếu như ở cái nhiệt độ nó nắng nóng. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là giống hoa hồng ngoại mà có cái màu đen, màu nhung rất là đẹp. Và cái màu sắc này thì ở Việt Nam thì mới chỉ có một loại hoa hồng đen, đó là Black Baccarat. Tuy nhiên để so sánh cái loại này với Black Baccarat thì loại này đẹp và thơm rất là nhiều. Đây là tên của loại này, đó là Godbell. Godbell mình phát âm có thể không được chuẩn. Và cái giống hoa hồng này thì nó có một cái màu đen bóng nhung. Và thực tế thì ở ngoài các bạn nhìn thấy thì nó sẽ còn đẹp hơn nhiều. Tuy nhiên ý thì nếu như một cái màu đen như thế này ở cái thời tiết nắng nóng ở mùa hè, nó sẽ chuyển hẳn sang một cái màu đỏ. Và có nhiều bạn thì còn thắc mắc đó là khi mua cái giống mà hoa nó màu đen ví dụ thế mà khi về trồng thì nó lại là một cái màu khác. Thì nhiều khi là nó do cái thời tiết và cái sự chăm sóc thì nó sẽ biến đổi cái màu sắc hoa. Và có thể nhiều bạn mới chơi các bạn cũng không nhận ra điều này. Thì đây là một trong những cái mà nói qua về những cái bông hoa hồng
Và những cái giống hoa hồng ngoại khi mà nhập về Việt Nam thì nó cũng sẽ có những cái thay đổi về thời tiết. Thế còn đánh giá chung về những cái giống hoa và những cái cây hoa của video ngày hôm nay ấy, thì có lẽ là cũng sẽ nhiều bạn cho mình những cái đánh giá riêng. Và đây là những cái bông hoa có thể nói là mình đã quay cho các bạn ở những cái thời điểm đẹp nhất. Và những cái bông hoa nó có những cái trạng thái mà đẹp nhất để các bạn có thể ngắm nhìn. Tiếp theo video thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một số những cái loại hoa mà phong cánh rất là đẹp. Và trong khoảng cách đây 1-2 ngày thì mình đã có khá nhiều những cái cành chiết hoa hồng ngoại mà phong cánh nó rất là đẹp. Ví dụ như bông hoa này các bạn đang xem, tên của loại này là Izoha. Mà nếu như các bạn ngày hôm qua các bạn đặt mua loại Izoha này thì chắc các bạn sẽ đánh giá cái loại hoa nó rất là đẹp. Loại này thì phong cánh xếp rất dày và cái độ bền thì rất là cao. Izoha này thì ở Việt Nam nói thật với tất cả các bạn là cũng chưa nhiều bạn có. Và một số những cái giống khác thì cũng có nhiều bạn là muốn sở hữu nhưng cũng chưa có. Thì thời gian tới thì sẽ có nhiều những cái giống mới. Và hy vọng là các bạn sẽ sở hữu cho mình những cái giống hoa này mới nhất. Mình xin kết thúc video tại đây và xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của mình trong suốt cái thời gian vừa qua. Và các bạn xem video thì cũng đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nhiều cái video mới nhất. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.